về sản phẩm công tắc 2 chiều không dây sẽ có bao gồm sản phẩm là 1 nút, 2 nút và 3 nút. Thì đặc điểm của dòng sản phẩm công tắc không dây, thứ nhất là không có pin để nuôi thiết bị, nên nhận tới là không cần phải lo lắng về vấn đề là hết pin, không cần phải đi dây điện AC và đi dây lưới vào thiết bị, đó là không cần phải lo về vấn đề gọi là đấu dây mất thẩm mỹ hoặc là gây mất an toàn về điện. Tiếp theo là mọi người có thể cầm sản phẩm này và có thể là đứng ở bất kỳ vị trí nào ở trong phòng, trong nhà để điều khiển, nó trở thành một bảng điều khiển cảnh không dây rất là thuận tiện. Công tắc không dây 2 chiều thì mọi người một nút ở trên thiết bị có thể kết nối được với rất nhiều các cái nút ở trên các công tắc wifi không dùng đang có của đám đông.